Đám tang tập thể tại Bộ Quốc phòng Yemen, tên tự Sana, tang lễ tập thể cho 52 người tử thương trong vụ tấn công vào ngày thứ Năm tuần trước đã được long trọng tổ chức tại thủ đô Sana. Chỉ huy trưởng quân đội Yemen là tướng Ahmed al-Aswan đã nói tại tang lễ là những kẻ gây tội ác sẽ bị truy lùng cho tới cùng và chúng sẽ phải đền tội trước công lý. Một nhóm dân quân có liên hệ với Al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Quân đội Yemen cho biết trong số những người chết có 11 dân quân. Một chiếc xe chứa đầy chất nổ đã được cho nổ ngay trước cổng vào khu quân sự, sau đó loạn quân từ một chiếc xe khác tràn vào bên trong khuôn viên, nổ súng bắn vào các quân nhân, bác sĩ, y tá đang làm việc tại bệnh viện trong khuôn viên Bộ Quốc phòng. Vụ tấn công đã làm trên 200 người bị thương. Trong số những người tử thương có 2 bác sĩ người Đức, 2 bác sĩ người Việt Nam, 2 y tá phi luật tân và 1 y tá Ấn Độ. Yemen hiện đang ở trong tình trạng bất ổn. Chính phủ lâm thời hiện đang phải chống lại người Houthi ở miền Bắc, phong trào ly khai ở miền Nam và Al-Qaeda đang gia tăng hoạt động trong nước. Trong ngày hôm qua, chính phủ cho biết, cũng trong ngày thứ Năm tuần trước, loạn quân đã phục kích và bắn chết 2 sĩ quan an ninh cao cấp và âm mưu ám sát một vị cố vấn của Tổng thống.